Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đối với vùng dân tộc thiểu số. Và điều này thể hiện rõ trong Nghị quyết số 02 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai nghị quyết này, ngành giáo dục và các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm đề ra các giải pháp thực hiện. Đối với phân hiệu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Gia Rờ Rai, từ việc phải mượn cơ sở của bộ đội biên phòng để dạy học, này đã được đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất. Trường đã đưa các phòng học, hệ thống ký túc xá khang trang và các hạng mục phụ trợ khác vào sử dụng. Điều này giúp học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đặc thù, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Hiện nay, trường có thể tiếp nhận 250 đến 300 học sinh, dự kiến sẽ tăng quy mô học sinh trong thời gian đến. Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số, nó là một cơ sở để nhà trường tổ chức nhiều cái biện pháp hiệu quả để giáo dục nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, qua đó thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đặc biệt là phụ huynh học sinh. Cái thứ hai, nó cũng là cơ sở để hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng cái yêu cầu dạy học, nuôi dưỡng học sinh. Em rất may mắn khi được là học sinh của trường. Điều kiện ăn ở của trường rất là đảm bảo. Thầy cô dạy dỗ nhiệt tình và trước em có mấy anh chị là đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Với điều kiện tốt như thế thì chúng em sẽ cố gắng để học tập để không phụ lòng bố mẹ và sau này để tri ân thầy cô ạ. Nghị quyết 02 của tỉnh ủy tập trung củng cố và phát triển hệ thống các trường học ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn 2021-2025 trên 1.000 tỷ đồng. Trên cơ sở này, các trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phân hóa phù hợp với học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực. Về được sự quan tâm của các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương là thì đã là đầu tư xây dựng cho nhà trường thêm cái khu dạy phòng học mới. Thì tính đến hiện tại thì nhà trường cơ bản về các cái tiêu chí đánh giá trường chuẩn thì một số cái tiêu chí đã đạt ở mức độ 2. Về một số về nhà trường cố gắng phấn đấu trong cái cuối năm học tới. Năm học này thì sẽ đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Để nâng cao kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ vùng dân tộc thiểu số, một trong những giải pháp ngành giáo dục và đào tạo địa phương xác định là mở rộng các loại hình trường bán trú và mô hình ăn trưa tại trường nhằm huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số. Điển hình có trường mầm non xã Morai, huyện Sa Thầy. Năm học 2022-2023, nhà trường huy động 244 em ra lớp, đồng thời tổ chức cho 100% trẻ được ăn bán trú dân nuôi tại trường, tuyên truyền đến cấp bậc phụ huynh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức được mô hình bán trú dân nuôi hơn 2 năm nay, giúp trường luôn đảm bảo sĩ số học sinh. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể nhà trường và sự đồng lòng của cha mẹ học sinh. Ban đầu nhà trường xây dựng cái lớp bán trú dân nuôi rất là vất vả, rất khó khăn. Nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh là mang cơm đầy đủ cho các cháu. Thì phụ huynh ở đây thì là cứ hàng ngày là đưa cơm cho các cháu là đầy đủ. Đến bữa cơm ăn là các cháu nào cũng có cơm, chỉ có một số cháu là phụ huynh quên. Thì nhà trường cũng đã làm những cái biện pháp là nấu đồ ăn và bổ sung cho các cháu, để cho các cháu đầy đủ bữa ăn. Thời gian qua, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ là bài toán khó đối với tỉnh và ngành giáo dục và đào tạo. Riêng đầu năm học 2022-2023, toàn tỉnh thiếu hơn 1.100 giáo viên, gồm 641 giáo viên mầm non, 332 giáo viên tiểu học và 158 giáo viên trung học cơ sở. Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh vùng dân tộc thiểu số, các đơn vị địa phương đã nỗ lực xây dựng đội ngũ nhà giáo, trong đó ưu tiên bố trí giáo viên tiếng Anh, tin học để thực hiện việc dạy tiếng Anh, tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
xây dựng chính sách ưu tiên trong đào tạo và tuyển dụng sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ về công tác tại các trường học vùng dân tộc thiểu số, cũng như thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cán bộ quản lý giáo viên. Từ một cô gái thành phố lên đến đây thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ gắn bó được ở đây suốt 13 năm vừa qua. Tôi cũng nghĩ là có lẽ cái thời điểm đấy thì rất nhiều giáo viên có thể là sẽ không trụ vững được ở đây. Cũng đã có người phải bỏ về bởi vì cái cuộc sống thực sự là quá khó khăn. Nếu như mà ai cũng bỏ mảnh đất Moray để đi thì có lẽ là các em học sinh ở đây sẽ còn rất là khó khăn để tiếp xúc được với cái con chữ. Chính vì vậy mà vì tình cảm đối với các em học sinh, vì tình yêu thương của quý bậc phụ huynh ở đây, tôi đã gắn bó với mảnh đất Moray này. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số được các cấp ngành triển khai tích cực, tạo sự thay đổi về chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh nói chung và chất lượng giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Kết quả sau 5 năm triển khai nghị quyết 05 ngày 23 tháng 8 năm 2016 của tỉnh ủy Kon Tum khóa 15 về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số đi học mẫu giáo đạt gần 100%, tỷ lệ trẻ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học đạt trên 99,8%. Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông tăng từ gần 90% lên hơn 94%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc học nghề đạt trên 70%. Gia đình tôi là người dân tộc thiểu số, cụ thể là dân tộc Thái. Thì hai con tôi thì thuộc diện hộ nghèo thì được miễn cái chế độ học tập cho các cháu thuộc diện cái chế độ nhà nước dành cho hộ nghèo của dân tộc thiểu số. Con bé lớn của tôi thì sau khi học ở xong cái trường này, chuyển ra cái trường dân tộc nội trú ở huyện thì cũng được hưởng đầy đủ cái chế độ của Đảng nhà nước theo quy định. Cháu đợt vừa rồi thì thi vào đầu Đại học Luật Huế. Thì cách đây khoảng 20 năm về trước thì là trên địa bàn xã thì cũng về các cái trường học để tạm bỡ, là chưa có em nào học ở cấp 3, đặc biệt là không có cái em nào học đại học. Đấy, thì bây giờ thì giáo dục rất là phát triển. Ở trên địa bàn xã có 4 trường, trường học và nhiều điểm trường tại thôn làng đều được xây dựng kiên cố. Chất lượng giáo dục thì rất là tốt, tốt hơn nhiều so với trước đây. Năm nào thì cũng có các em đậu đại học và giáo dục phát triển thì giúp xã Moray phát triển. Nghị quyết 02 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khóa 16 tiếp tục đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Đối với giáo dục mầm non, phấn đấu huy động trẻ em người dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%. Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề. Có 80% học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề. 70% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở, 55% trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2022-2023, tỉnh Kon Tum có trên 166.000 học sinh thuộc các cấp học. Riêng học sinh người dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 02, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh vùng dân tộc thiểu số các cấp, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân huyện thành phố và các sở ngành tập trung triển khai các cái giải pháp, trong đó có ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo các cái điều kiện để huy động tốt học sinh ra lớp. Thứ hai là với vai trò là ngành thì cũng sẽ tập trung đổi mới các cái hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hoạt động giáo dục trong các trường nội trú, các trường bán trú, các trường có đông học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, để các cái môi trường giáo dục thực sự là tích cực, thân thiện, huy động tốt các em đến trường. Thực tế chứng minh việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số là điều kiện cần thiết để nâng cao dân trí, chất lượng, nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số của tỉnh
đã có bước phát triển đáng kể, nhưng vẫn còn các hạn chế, nhất là kết quả học tập của học sinh chưa đồng đều. Từ nay đến năm 2030 là một giai đoạn dài. Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu của tỉnh ủy về nội dung nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.